Vào thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, các nền văn minh phát triển khắp khu vực đông của Địa Trung Hải. Vương quốc Ai Cập cũng tồn tại với một nền văn minh ở bán đảo Anatolia thuộc khu vực miền Trung Tiểu Á. Đó là người Hittite cùng với một số nền văn minh khác. Tuy nhiên, chỉ trong hơn một thế hệ, tất cả đã sụp đổ. Nguyên nhân không phải là biến đổi khí hậu, động đất cũng như bất ổn xã hội. Các nhà khảo cổ học vừa tuyên bố đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng để giải thích cho sự sụp đổ của các nền văn minh trong giai đoạn mà họ gọi là Đại Chiến Thế Giới Lần Không. Người biển. Eberhard Sanger, một nhà khảo cổ học thuộc tổ chức phi lợi nhuận quốc tế nghiên cứu Luguian ở Zurich, Thụy Sĩ, đã tuyên bố chính tổ chức này tìm ra được mảnh ghép quan trọng đó. Đó là một nền văn minh hùng mạnh ở Tây Anatolia bị giới khảo cổ học bỏ qua bấy lâu nay. Khảo sát cho thấy khu vực này cực kỳ giàu khoáng sản và quặng kim loại. Điều đó có nghĩa là nơi đây rất quan trọng vào thời cổ xưa. Thông qua nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh, ông Sanger đã phát hiện ra khu vực đó rất đông người sinh sống ở giai đoạn cuối thời kỳ đồ đồng. Vậy nhưng tới nay, chỉ có một vài trong số 340 khu vực rộng lớn giống như thành thị được khai quật. Tài liệu của người Hittite có nhắc đến một số vương quốc nhỏ ở Tây Anatolia, nói cùng một thứ ngôn ngữ là tiếng Luguian. Theo ông Sanger, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể coi họ là những người cùng thuộc nền văn minh Luguian. Theo giả thiết của tổ chức nghiên cứu Luguian, thì có một kịch bản đã được đưa ra để giải thích cho sự suy tàn của thời kỳ đồ đồng quanh thời điểm năm 1200 trước công nguyên. Trong đó, nhiều vương quốc nhỏ nói tiếng Luguian cùng nhau hợp thành một liên minh để tấn công đế quốc láng giềng Hittite. Trong tài liệu của người Ai Cập cũng ghi lại một lực lượng tấn công mà họ gọi là người biển. Kết hợp hai thông tin trên, ông Sanger cho rằng người biển chính là người Luguian, nền văn minh đã tham gia vào cuộc chiến với các nền văn minh khác mà giới khảo cổ học gọi là Đại Chiến Thế Giới Lần Không. Thế giới hiện đại biết đến người biển nói trên thông qua các văn bản từ Anatolia, Syria và Ai Cập. Tuy nhiên, cái tên người biển là một từ do nhà Ai Cập học người Pháp Gaston Maspero đề cập vào năm 1881. Các chữ viết Ai Cập thường nhắc tới tên của các bộ tộc bất thình lình xuất hiện từ giữa biển và từ đất liền. Họ gồm các bộ tộc riêng rẽ phối hợp thành một liên minh quân sự để tấn công Ai Cập và vùng cận đông. Chi tiết về người biển được khắc họa trên các bức tường tại đền thờ Pharaoh Ramses II ở Medinat Habu gần Luxor, Ai Cập ngày nay. Thông qua đó, người ta mới biết được họ trông như thế nào, ăn mặc ra sao, dùng vũ khí gì, đi tàu gì. Theo các chữ khác này, người biển lần đầu tiên xuất hiện khoảng năm 1208 trước công nguyên, tức năm thứ 5 trị vì của Pharaoh Merenta. Tại thời điểm này, Ai Cập đang đối mặt với các cuộc tấn công từ Libya cùng một số đồng minh. Trên một tấm bia chiến thắng nổi tiếng được phát hiện vào năm 1896 tại đền Merenta ở Thebes, Pharaoh Merenta đã tuyên bố ông đánh bại được kẻ thù và đưa ra một danh sách các đồng minh của Libya chính là người biển Sardana, Lucca, Mesques, Theres, Equest và Sekeles. Phần lớn các bộ tộc này dường như đến từ Aegean và hiện vẫn chưa rõ tại sao họ lại về cùng phe với Libya. Cũng chưa rõ liệu tuyên bố đánh bại kẻ thù của Pharaoh Merenta có chính xác hay không, vì sau trận chiến này, Ai Cập gần như rơi vào nội chiến. Chiến tranh Thế Giới Lần Không. 30 năm sau cuộc chạm trán giữa Ai Cập và người biển, năm 1177 trước công nguyên, Pharaoh Ramses ra lệnh xây dựng đền thờ và dinh thự riêng ở Thebes. Kiến trúc và chữ khắc trên tường nhắc lại những sự kiện lớn của những thập kỷ trước đó. Theo đó, người biển được cho là đã trở lại. Các dòng chữ mô tả như sau: các quốc gia nước ngoài đã ủ mưu ở vùng đất của họ. Các nơi họ tới đồng loạt rung chuyển, tan tác trong chiến tranh.
không nước nào có thể trụ vững trước vũ khí của họ. Haiti, Kizuwana, Cachemis, Azawa và Alexia bị cắt đứt. Họ tiêu diệt người dân và vùng đất như thể chưa có gì từng tồn tại. Họ tiến về Ai Cập khi mà ngọn lửa đã được chuẩn bị sẵn. Liên minh của họ là Pelesses, Zeker, Sekeles, Daniel và Wesses. Họ đặt bàn tay lên mảnh đất với trái tim tràn đầy tự tin rằng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên, Pharaoh Ramses và binh lính đã đánh bại những người xâm lược. Khi kẻ bại trận cầu xin tha tội, vị Pharaoh cuối cùng cho phép họ định cư trên mảnh đất của mình. Lời của Pharaoh Ramses được ghi như sau: ta giết chết người Daniel trên các đảo. Người Zeker và Pelesses bị biến thành trò bụi. Còn người Wesses đến từ biển bị bắt làm tù binh của Ai Cập. Ta cho họ định cư ở thành trì của mình. Họ có hàng trăm nghìn người. Hàng năm ta đánh thuế họ tất cả mọi thứ dưới dạng vải vóc, ngũ cốc. Vào thời điểm người biển tấn công lần thứ hai, phần lớn khu vực này đều bị chiếm đóng hoặc trở thành đồng minh của vương quốc Hitti ở Trung Anatolia. Do đó, mục đích của các cuộc đột kích có thể là nhằm làm suy yếu đại đế Hatti ở vòng ngoài bằng cách tấn công đồng minh của ông. Các trận chiến sáp lá cà giữa người biển và binh sĩ Hitti cũng đã diễn ra trong cả đất liền Anatolia. Vua Hitti phải nhờ các chư hầu ở thành phố cảng Ugarit ở Bắc Syria để đề nghị hỗ trợ thêm binh sĩ và lương thực. Tuy nhiên, bản thân Ugarit cũng đã bị người biển đe dọa. Trong lúc tuyệt vọng tìm người hỗ trợ, ông vua của Ugarit đã viết thư cho vua Cyprus: tàu quân địch đã ở đây, họ đã đốt các thành phố của tôi và đã gây tổn hại rất lớn cho đất nước tôi. Ngài không biết rằng mọi binh sĩ của tôi đều đồn trú ở Hitte, rằng mọi tàu của tôi vẫn chưa quay về sao. Do đó, đất nước đang bị bỏ mặc. Hãy cân nhắc điều này. Có 7 tàu địch đã tới và gây tổn hại rất lớn. Bây giờ, trong trường hợp có thêm tàu địch nữa, hãy cho tôi biết để tôi có thể quyết định phải làm gì. Đáng tiếc, bức thư này đã không bao giờ rời khỏi được Ugarit. Các nhà khảo cổ tìm thấy nó trong một cái lò, nơi mà vua Ugarit định đốt trước khi người đưa thư mang đi. Đang ở đỉnh cao phát triển kinh tế và văn hóa, không có dấu hiệu suy thoái, vậy mà Ugarit đã bị quét sạch, không bao giờ có thể tái lập được nữa. Lúc này, với đại đế Hitti dâng cao, ông đã chỉ huy binh lính phản công kẻ thù. Tuy nhiên sau đó, lực lượng địch lại tới được thủ đô Hattusa của Hitti, hủy diệt hoàn toàn nền văn minh 600 năm tuổi này. Những đặc điểm hủy diệt tương tự cũng xuất hiện ở phần lớn các thành phố bị người biển tấn công. Họ nhằm vào các tòa nhà chính quyền, cung điện, đền đài, nhưng không phá hủy khu dân cư và vùng nông thôn. Người biển chỉ nhằm vào các trung tâm kiểm soát quyền lực để bảo toàn sức mạnh và rút ngắn cuộc chiến. Sau Hattusa và Ugarit, nhiều thành phố khác ở Anatolia, Syria và Palestine đã thất thủ trước người biển. Tự diệt vong. Khi đại đế Hitti bị tiêu diệt, người biển đột nhiên trở thành chủ của một khu vực rộng lớn trải dài từ Aegean tới Palestine. Sau này, họ bị suy yếu bởi tranh giành nội bộ và không còn đủ sức mạnh chống chọi với kẻ thù. Chỉ còn một nước đủ hùng mạnh để chiến đấu với các đồng minh Anatolia. Đó là nền văn minh Mycenae của Hy Lạp. Mặc dù Hy Lạp không bị tấn công, nhưng rõ ràng nước này đang đối mặt với một tương lai khó khăn với một láng giềng hùng mạnh ở Anatolia. Sau nhiều thời gian chuẩn bị, một đội quân Hy Lạp đã lâm trận, tấn công các trung tâm thành phố. Nhân lúc người Anatolia đang bận rộn ở cận Đông và Ai Cập, binh sĩ Hy Lạp đã càn quét trung tâm Anatolia, buộc người họ phải rút về để bảo vệ thành trì. Cuối cùng, hai đội quân đối đầu nhau ở Troy thuộc Anatolia. Trận chiến quyết định kết quả cuộc chiến vô tiền khoáng hậu. Trận chiến ở Troy diễn ra khoảng vài tháng vào năm 1186 trước công nguyên. Troy thất thủ, nền văn minh Mycenae của Hy Lạp đã chiến thắng. Tuy nhiên sau chiến tranh, không có ai thực sự là người chiến thắng cả. Nhiều nhà quý tộc Hy Lạp nổi tiếng đã mất mạng. Những người còn sống chật vật đòi lại quyền lãnh đạo từ cấp phó khi trở về. Còn quân đội thắng trận, họ đã kiệt sức, không thể lấy lại những gì bị chiếm ở nhà sau khi trở về trong chiến thắng. Nội chiến bắt đầu bùng phát. Nền văn minh Mycenae cuối cùng cũng bị xé nát.
Các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nghiên cứu Lugian cho rằng kịch bản nói trên có thể giải thích tại sao giai đoạn cuối của thời kỳ đồ đồng đột ngột chấm dứt. Tuy nhiên, không phải nhà khảo cổ học nào cũng tin ngay vào khái niệm nền văn minh Lugian. Ông Christoph Bachhuber thuộc Đại học Oxford nói: các nhà khảo cổ học sẽ cần phát hiện các mẫu nghệ thuật đền đài và kiến trúc tương tự khắp miền Tây Anatolia và các chữ viết từ những khu vực này để xác minh tính chính xác tuyên bố của ông Janger về một nền văn minh. Khái niệm đại chiến thế giới lần không cũng gây ra không ít tranh cãi. Phần lớn nhà khảo cổ học sẽ tranh luận về việc sử dụng thuật ngữ này khi ám chỉ cuộc xung đột quốc tế thời xưa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bạn còn gì khúc mắc, hãy cho chúng tôi biết bên dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.